Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và Đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phù Cử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các thành viên trong đoàn đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân. Tại đây, từ năm 1949 đến năm 1954, thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã càn quét và chiếm đóng Bốt La Tiến, địch đã khủng bố vô cùng tàn bạo. Di tích Cây Đa và Đền La Tiến trên bia tưởng niệm canh hùng liệt sĩ còn ghi tội ác của thực dân đã giết hại 1.145 cán bộ chiến sĩ và đồng bào ta bằng nhiều hình thức tàn ác. Riêng xã Nguyên Hòa có 121 người bị giết hại. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà gia đình vợ liệt sĩ Đoàn Ngọc Cường ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử. Đồng chí bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với gia đình liệt sĩ Đoàn Ngọc Cường nói riêng và các gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã đóng góp công sức xương máu cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn người cao tuổi và các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp. Tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản và đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Mạnh. Đồng chí chúc thương binh Nguyễn Văn Mạnh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng.